Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin hôm nay. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Triệu Lệ Dĩnh lộ cái nóng trong phim cũ gây sốt mạng. Trước khi đạt được đỉnh cao sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã trải qua nhiều vai nhỏ. Trong đó có vai trong Cùng Tỏa Trầm Hương. Bộ phim này Triệu Lệ Dĩnh có một phần đoạn giường chiếu nóng bỏng nhưng cuối cùng bị cắt bỏ toàn bộ vì không quá nhạy cảm. Tiểu Hoa Đán Triệu Lệ Dĩnh vài ngày trước đã gây rúng động làng giải trí Hoa ngữ với cuộc ly hôn chớp nhoáng với nam diễn viên Phùng Thiểu Phong, kết thúc 3 năm hôn nhân mặn nồng. Hai người chia tay trong hòa bình để tránh cho mọi người đoán già đoán non nguyên nhân chia tay. Lý do được đưa ra là bởi công việc quá nhiều dẫn đến xa cách tình cảm. Kỳ thực Triệu Lệ Dĩnh cũng bị xem là kẻ cuồng công việc, từ khi xuất đạo không ngừng nhận vai, nghỉ sinh chỉ một thời gian ngắn đã quay lại với phim trường. Vài ngày trước có người đăng tải lại cảnh nóng của nữ diễn viên trong phim cũ, khiến cư dân mạng xôn xao bình luận. Triệu Lệ Dĩnh nổi lên hàng sau hạng A từ vai Sam Sam trong Sam Sam Đến Đây Anh Nè, liên tục sau đó là các vai chính trong Hoa Thiên Cốt Sở Kiều Truyện, đưa tên tuổi của nữ diễn viên lên tầm cao mới, thu hút thêm cả triệu người hâm mộ. Thế nhưng, trước khi đạt được đỉnh cao của sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã trải qua nhiều vai nhỏ, trong đó có vai trong Cùng Tỏa Trầm Hương. Bộ phim này Triệu Lệ Dĩnh có một phần đoạn giường chiếu nóng bỏng nhưng cuối cùng bị cắt bỏ toàn bộ vì không quá nhạy cảm. Cụ thể, Triệu Lệ Dĩnh từng đóng vai Ngọc Lưu Ly trong phim Cùng Tỏa Trầm Hương và có cảnh ân ái nồng nàn với nam diễn viên Chu Tử Kiêu đóng vai Cửu A Ca. Trong phần cảnh này, Triệu Lệ Dĩnh mặc yếm ngồi trên người Chu Tử Kiêu. Mặc dù hai diễn viên rất ngại ngùng nhưng vì nghiệp diễn, cả hai đều cố gắng làm theo chỉ đạo của đạo diễn. Thế nhưng cuối cùng do hình ảnh không phù hợp, phân cảnh bị cắt bỏ. Sau khi những hình ảnh này được đăng tải, fan hâm mộ của nữ diễn viên xót xa, hy sinh vì nghệ thuật như vậy mà bị cắt bỏ, thật đáng tiếc. Thời đó cô ấy cũng chỉ là một diễn viên nhỏ chưa có danh tiếng, chịu nhiều khổ cực rồi. Có người lại cho rằng việc tung ra những hình ảnh này sau khi nữ diễn viên vừa ly hôn thực sự không phù hợp. Triệu Lệ Dĩnh vốn không có xuất thân cao như nhiều người khác, từ nhiều năm nay bằng chính sự nỗ lực của bản thân, cô được mệnh danh là bà mẹ đáng ngưỡng mộ trong làng giải trí. Sau khi sinh con trai, Triệu Lệ Dĩnh đã quay trở lại đóng phim chỉ sau nửa năm nghỉ ngơi dưỡng sức. Vốn tưởng rằng sự nghiệp gia đình đều tốt đẹp, không ngờ cuối cùng lại bất đắc dĩ ly hôn, khiến nhiều người hâm mộ, thương cảm.